Ôi, đừng xuống nhà người yêu bố nó Thế này đấy con ạ à. Vất vả lắm, xuống đây Được. Này, con trai Tí nữa Đến nhà người yêu bố Thì đừng có gọi bố là bố nha đừng Gọi bố là anh nha Ok, bố thì Đúng là con trai của ta Tí nữa nhớ gọi anh nha Đi, bố con mình đi Đi bên này con rồi Đi bên này Ui ôi, ôi. ngồi Đấy, nhà người yêu bố đây đấy Đây, đây Ô con nhìn này Con nhìn này Đấy Đấy chính là người yêu bố đấy Ô xinh thế Sinh không Có Người yêu bố rất là xinh Cũng là mẹ cháu À cũng là mẹ con sau này đấy Đi 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 đi, đi. Bố con mình đi để, để bố xuống trước này Bố bế cho Nhớ là tí nữa Gọi bố Là phải gọi bằng anh nhá Đừng có gọi bằng bố nhá à, Anh em mình đi tám gái Đấy Em ơi hai bố con đến chơi à không phải đâu đúng rồi không phải đâu là hai anh em nữa không phải hai bố con đâu sao nhìn giống hai bố con thế không phải hai bố con hai anh em khoát tay lên à, trên này này đấy hai anh em mà không phải bố con thế anh có vợ chưa ô anh chưa có vợ đâu anh còn chưa có người yêu cơ mà hôm nay hai anh em đến đây chơi còn chưa có người yêu nhá thế hai anh em vào đây ngồi đi ok em ơi ra kia ngồi đi để anh ngồi trước nha anh ngồi trước để gần người yêu anh em cứ ngồi đấy đi đấy em ngồi đây em ơi em có thấy người yêu anh xinh không có xinh 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 không xinh ừ. <laughs> anh xinh năm <nào> bao nhiêu <laughs> anh ấy, anh trẻ thôi anh đang còn khỏe đó này anh anh đang trẻ ồ thấy tính ra thì anh bằng tuổi ông em nhỉ ai ai đừng gọi ông anh còn chưa có vợ mà ấy răng của anh còn chưa bị dụng ra ấy anh chưa có vợ ừ. ồ ông em có mấy sáu mươi tuổi mà anh có sáu hai tuổi thì sáu hai hay sáu mươi lớn hơn nhỉ tất nhiên là sáu mươi nó lớn hơn sáu mươi hai rồi anh còn trẻ hơn ông em hai tuổi thế anh bên cạnh kia sinh năm bao nhiêu Ừ. Đẹp. Bố bảo là con năm nay là 50 tuổi nhé. Ok. Ok. À, cái thằng em nhà tôi sinh năm uh, năm nay là nó 50. 50 tuổi mà bé tí thế. Do là ngày trước uh, mẹ nó sinh nó ra thế là thiếu sữa. Thế là thành ra là nó bị suy dinh dưỡng nên là bây giờ nó bị bé Nên là nó thuộc dạng người tí hon 50 tuổi rồi đấy này, Nhìn quả dâu này Ai nhìn quả dâu uy tín chưa Đây Đấy Có chắc là 50 tuổi không anh? Có chứ, có chứ, Anh năm mươi anh năm mươi Có chứ, có chứ, Anh năm mươi anh năm mươi Đấy bảo rồi em em này 50 là tí hon thôi nhưng mà 50 tuổi 50 tuổi mà tí hon đẹp trai thế. Nó thật ra ấy là thằng em nhà tôi. Là đẹp trai nhất xóm rồi. Thằng này nó số 1 thì khoai dám số 2 đâu. Thế hai anh tên gì đấy? Anh xin giới thiệu. Anh tên là Lòng. Và thằng em nhà anh tên là Biện. Họ tên đầy đủ là Lòng vái biệt Ủa? Mọi chuyện này thì là <laughs> Lòng vái biệt Ui, thật không? Tham gia lớp bảo ma Tham gia lớp bảo ma Tham gia lớp bảo ma <laughs> <laughs> <là> <laughs> Đúng rồi, lòng biệt đấy Có phải nghe cái tên uy tín thế? <laughs> quy tín nhất xó rồi bố ơi, có thể sữa oh, <laughs> đừng gọi bố là bố hay gọi bố bằng anh tí nữa người yêu bố biết đấy mua uống sữa thì tí nó về bố mua cho nhá chịu được tí nha <laughs> thằng này nó đôi khi thì nó bị bệnh tân thần ấy nên là đôi khi nó nói nhả nói nhí em đừng để ý nhá không sao không sao thế hôm nay em không đi làm à con muốn ít bố <laughs> đã bảo là không gọi bằng bố gọi bằng anh gọi bằng bố là tí nó người yêu bố biết muốn đi ị thì sáng nay bố đeo biển thôi mà ị thì ị trong quần đi tí nó về bỏ cái biển ra nhá đừng có gọi bằng bố tí người yêu bố biết đấy cứ gọi bằng bố mai mốt lên là bố lấy băng dính bố dính vào mồm đấy nghe chưa nghe ngoan Này tí nó về ị xong <laughs> mà thôi em ở nhà nhá bọn anh đi về đây anh anh với thằng em à, anh đi về đây có công việc gấp rồi nhá đi oh. đi đi về trước đi coi à đi về trước đi em đi đi đi, đi. <cười> <cười> <cười>